Ocarina. Top 1 bảng xếp hạng, top 1 MVP, game lại dễ. Anh Minsu là nhất, anh Minsu là số 1, anh Minsu 10 điểm. Funky lại nói quá, ngại chết. Khen thế thôi, chứ tuần sau top 1 cho bọn em xin lại nhá. Nhường top 1 hả? Vật tay thắng đi đã. Ờ kìa, sao lại vật tay, hẹn anh ở biệt thự nhá. Đặt lớp chạy xe thẳng vào giữa đội hình đối phương, anh ta đang vô cùng tự tin và phong độ cực kỳ tốt. Tiếp tục là đặt lớp với những pha xử lý vô cùng khủng khiếp. Phe không có bất kỳ một cơ hội nào trước VGaming cả. Và VGaming đang khẳng định rằng ngay hôm nay họ đang rất háo hức để thể hiện bản thân. Pinsu đã tìm thấy mục tiêu của mình, danh pin nằm xuống. Đã cán đích ở vị trí thứ 10, họ là nạn nhân tiếp theo của VGaming. Haki có hand, giao tranh thì sợ lắm. Anh lại khiêm tốn rồi, Văn Thanh bắn chuyền lắm mà. Chưa nói xong mà, sợ Haki thua nhiều thì buồn lắm. Ôi, anh cứ trêu em thôi. Heavy, Heavy, Heavy. Chỉ còn là một cái tên. Heavy chỉ còn là một cái tên, nhưng đó là cái tên của đội mạnh nhất. Đội mạnh nhất, sao clear nhanh thế? Clear Heavy cho nhiều vào, rồi các bạn cũng đứng top 13 thôi. Clear Heavy hả? Một quả lựu đạn là đủ. À, ông này chắc nổ đây sao? Phải học tập mạnh nhiều hơn nữa nha. Cố lên. Và Heavy bây giờ mới là người được free shot. Heavy đang được free shot thật sự và họ đang free fire luôn. Kim Tròn, Bảnh và Bảnh cầm bơ 79. Ôi trời ơi, Bảnh lựu đạn, cái tên chúng ta đã quá quên từ lâu rồi. Vị trí của No Way For You tiếp tục là mục tiêu. Vị trí của Nero anh ta đang là thừa ở Tròn và Bảnh vẫn đang cần tìm như những gì mà anh ta làm được. Đây là cơ hội chứ đâu nữa. Heavy Heavy mất mana rồi, làm sao giao tranh lại tụi mình được. Demo à, dừng lại cho bóc nha. Bạn đã có lòng thì cho mình xin. Cùng các bạn tất. Lần trước nghe anh Điếu bận dẫn dắt Demo vô địch mà ta. Tất nhiên rồi, phải nhiều lịch chứ. Ơ, sao top 12 thế này? Còn 5 tuần nữa mà, đợi đấy. Còn bài bí mật của Demo đâu nhỉ? Giấu rồi à? Bình tĩnh, chưa tới lúc. Cứ vô bài, thảo nào xui giao tranh tập 3 lần. Dính cho làng nữa không? Sửa cơ khí, nhà máy điện, xin mời. Ok, tôn cập không dạy. Đây không phải là bốc, đây là memo. Vẫn còn đó là memo, chiến thần của mình. Và bốc streaming của lại một mình Ryuk mà thôi. Liên tục nhồi ra cho mình những quả hết. Vòng bò đang cầu vào, Leno vẫn đang lao lên, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng. Và đây sẽ là Leno, bắn nơi vội rồi của Kero dựng ra kịp thời. Ryuk rất tấp máu, Leno quá quen với vị trí của Ryuk rồi. Cả hai đều đã hiểu rất rõ nhau trong màu áo của bốc streaming. Nhưng giờ đây thì họ phải đối đầu, sinh tồn một một và đây sẽ làm chịu Leno nhảy ra. Tuyệt vời. Bộ game top 11 đã có chủ. Ơ, sao toàn truyền thông về HQ, Heavy, VGaming thế này? Chả thấy bình dương lại ai đâu. Muốn có hình ảnh à? Vậy thì vô địch 2 lần liên tiếp đi. Khó quá, sao mà làm được? Không cần 2 lần đâu, vô địch châu Á 1 lần là đủ rồi. Cách này thì mình xin bó tay. Chẳng cần vô địch nhiều đâu bạn ơi, lập kèo hấp dẫn tí là được. Cảm ơn các bạn đã hướng dẫn nhá. Mùa này mọi người chắc chắn sẽ biết đến bình dương lại hại là ai. Giải đấu Yobot VFL Spring 2022 Rust for Good tuần thi đấu thứ 2 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 2 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.